Thì Hưng có điện thoại giục tôi là anh nói chuyển nhanh tiền cho em để em thu xếp cho người ta. Hưng có chuẩn bị họp hành đến nơi với vị cảnh sát rồi. Thế thì tôi nói là để chờ tí Hằng nó chuẩn bị. Thì mấy ngày sau thì lúc là cuối tháng 11 rồi. Thì mấy ngày sau thì là Hằng lo nốt được 250.000. Thế mà mang lên cho tôi là mùng 1, tôi nhớ là tối mùng 1 tháng 12 thì là Hằng mang lên cho tôi 250.000 nữa. Ngay sau khi nhận được cái tiền của Hằng đủ 450.000 thì tôi điện thoại cho Hưng nói là Hằng lo đủ tiền 450.000 rồi. Thì Hưng qua nhà tôi để mà lấy tiền. Thì Hưng nói em đang bận việc, em sẽ qua sau. Vâng, bị cáo chuẩn bị tiền vào cái vali như thế nào? Vâng. Thì tại sao phải chia thành hai gói? Vâng, gói như thế nào? Báo cáo là vì cái đặt vấn đề của bị cáo Hưng ấy là 450.000 này là 350.000 đưa tiếp lần thứ hai cho viện kiểm sát cho đủ 700.000 và 100.000 là cho một lãnh đạo vụ, cho nên là phải là 450.000. Và 450.000 thì bị cáo Hưng yêu cầu tôi là chia làm hai gói. Một gói là 350.000 để đưa cho đủ cái hai cái lần cho nó đủ 700, và một gói là 100 cho nó để đưa riêng cho cấp vụ. Thế và tôi đã thực hiện đúng theo yêu cầu của bị cáo.